Cơ sở đồ cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Thì trước mắt quý vị đang theo dõi ở trên màn hình nên cửa hàng của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một chiếc tủ chè cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình và một đôi đôn chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình được làm theo lối cổ. Và hai cái món sản phẩm này thì chúng tôi đã bán cho một bác khách hàng, đó chính là anh Bằng, anh đến từ Cát Quế, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cát Quế thì cách cửa hàng của chúng tôi chừng 7 đến 8 cây số. Thì chiếc tủ này là chiếc tủ thuộc dạng ít tiền thôi, thì chúng tôi do cái yêu cầu của khách thì do chúng tôi đổi được hàng thì chúng tôi mới về được chiếc tủ này, rất là cũng giá rất là rẻ. Đó thì khi mà vừa về phát thì là khi mà biết thông tin là anh Bằng đến từ Cát Quế đã đăng ký luôn cái tủ tre này và anh mua kèm theo đôn này. Và chúng tôi cho lên một chút cái video nhỏ nhỏ để cho quý vị cùng xem cái sản phẩm này. Thì đây là một trong những chiếc tủ chất liệu bằng gỗ của ta Quảng Bình, hàng ít tiền thôi. Đó, hàng rất là ít tiền. Tôi cũng báo giá công khai luôn là cái chiếc tủ này là tôi bán giá công khai là giá 9 triệu. Đó thì chưa vừa về cái thì anh Bằng đến từ Cát Quế đã đăng ký luôn. Tôi cho lên video clip này để giới thiệu đến toàn thể quý vị. Và một hai hôm nữa thì chúng tôi sẽ có một chiếc tủ tầm giá cũng tương tự như thế này mà chúng tôi đổi hàng được. Thì quý vị có thể là đón chờ để có thể là xem, nếu mà lừa ưng thì có thể những bác khách hàng nào mà kê rông dài hoặc là kê đơn giản thì có thể là theo dõi để có thể sở hữu cái sản phẩm đó. Và đây tôi xin giới thiệu cái tủ này. Tủ này thì là kích thước là dài của nó phù bì là 1m83 phân ở trên đỉnh. Và bệ thì được đục bệ thì là được đục dắt triện này và được khảm chai thôi. Và khảm chai, khảm cảnh, khảm các cái cây hoa mai, hoa hồng. Và cánh kia được khảm chai, khảm cảnh là đồng quê. Còn lèo kia là lèo hoa hồng. Đó, lèo hoa hồng. Thì đôn này thì đôn này là cao là cao là 88 phân và vuông là 35 phân. Đó thì tủ này thì là cao là 73. Thì những cái dòng tủ này thì 9 triệu thì nó ít tiền. Cho nên đâm ra nó chỉ được khảm chai thôi thưa quý vị. Và chúng tôi cũng không phải là bán chuyên cái hàng này. Cái hàng này do chúng tôi đổi trả được. Đó, đổi hàng được thì chúng tôi mới có cái mặt hàng này để cho lên cho quý vị. Thì anh Bằng đến từ Cát Quế anh đăng ký luôn. Và đầu tiên tôi xin quay cái cánh này cho quý vị xem trước đây. Cảnh này là cảnh đồng quê và được khảm chai thôi thưa quý vị ạ. Đấy, khảm chai, khảm những cái tay chai, những cái chai ngày xưa. Những cái tủ ít tiền thì nó chỉ tầm tầm như thế này thôi. Đó, dưới các cái góc triện này được khảm các cái đường dây nho, các đường triện. Và đây là cảnh làng quê Việt Nam ngày xưa. Thì có những người đang đánh chài, quăng chài thả lưới này. Và những người đi câu, những người tiều phu đi đốn củi. Đó, cảnh cũng rất là sinh động, đồng quê. Như cái nguyên liệu thì nó không được đẹp lắm. Và bên này cũng là cảnh đồng quê. Thì người nông dân là đi cày cấy đây, con trâu kéo cày. Và cảnh làng quê Việt Nam, cây đa và các cái đình làng đấy ạ. Và những người đi cấy, nông dân đi cấy. Và dưới bệ này thì là được khảm các cái đường cây nho, cây hoa hồng. Đó, và được đục dắt triện như này. Chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Và tủ thì nó còn chắc chắn đến 80%. Thì có một đôi chút nó hơi bong khảm một tí tí thôi, không đáng kể. Đó, còn gỗ lạt thì nó cũng bị một chút vết nứt nho nhỏ. Và đây là tôi quay đốc cho quý vị xem đây ạ, đây đốc. Còn đây là chân đỉnh. Và hai hôm nữa rồi chúng tôi sẽ quay lên một cái tủ nó gần tương đương như này, giá nó cũng tầm tiền này. Nên quý vị nào mà theo dõi cái tủ này thì muốn sở hữu những cái tầm giá này thì có thể liên hệ cho chúng tôi. Để hai hôm nữa chúng tôi sẽ cho lên. Quý vị cố gắng là đón xem. Đó. Và đây là trong này là quý vị có thể để ô bát đĩa ấm chén trong này trưng bày. Và đây là lèo hoa hồng. Đó, cây hoa này, những con chim. Đó. Nó đục thì nó tương đối là nó cũng là tạm được. Đó, hàng ít tiền mà chúng tôi xi sáp lại sạch sẽ rồi. Đó, thưa quý vị, và chúng tôi có kèm cho khách một đôi mễ rất là đẹp, đôi mễ xoan. Và đây là đôi đôn. Vuông 35, hàng rất đẹp luôn. Hàng kỹ luôn ạ, thưa quý vị. Cái này chúng tôi đang bọc dở nhưng mà chúng tôi cho lên video để cho quý vị cùng xem. Và ngoài cái sản phẩm này, chiếc tủ này ra thì cửa hàng của chúng tôi còn bán rất nhiều những cái món sản phẩm đồ gỗ khác như sập gụ, tủ tre, bàn ghế, kệ tivi các loại luôn. Và chúng tôi bán những hàng đẳng cấp đỉnh cao luôn, thưa quý vị. Cả tủ chắc, cả tủ gụ. Đó, chúng tôi có đầy đủ luôn các hàng VIP, hàng đỉnh cao. Như đại đa số chúng tôi bán đồ đẹp thôi. Những cái đồ ít tiền thì chúng tôi, những cái đồ mà nó kém kém thì chúng tôi chỉ có đổi trả hàng được thì mới bán những cái tủ, cái dòng ít tiền như này. Do là chúng tôi đổi trả được ạ, thưa quý vị. Và quý vị kính mong về tại cơ sở của chúng tôi để có thể đích thân mục sở thị những cái sản phẩm mà chúng tôi trưng bày.
Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.